Xin chào mọi người, lại là Thịnh đây ạ. Thịnh bất động sản Nha Trang. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về các bước công chứng sang tên chuyển nhượng từ xa trong cái thời điểm Covid 2021 này. Và đất nước Việt Nam chúng ta đang phải giãn cách một thời gian khá lâu đúng không ạ? Cho nên chủ đề này Thịnh muốn chia sẻ mọi người 4 bước dù là giãn cách chúng ta vẫn có thể giao dịch được nữa. Thì đỡ không làm mất thời gian của mọi người nữa thì chúng ta vào thôi. Bước 1, chúng ta hãy làm một cái hợp đồng ủy quyền, tức là bên mua hãy làm một cái hợp đồng ủy quyền cho người quen, người tin tưởng hoặc là môi giới đứng ra ký thay cho mình. Đó, thì cái hợp đồng ủy quyền này phải được công chứng ở địa phương của người mua. Đó, rồi chúng ta hãy gửi cho cái người được ủy quyền. Và cái hợp đồng này nó sẽ gồm có 3 bản. Bản 1 là chúng ta sẽ gửi cho phòng công chứng đúng không ạ? Và một bản nữa chúng ta hãy gửi cho người ủy quyền, người được ủy quyền, để họ nộp hồ sơ đăng bộ sang tên. Và một bản thì mình giữ để dự phòng. Và cái bước số 2 bước số 2 là bên bán và người ủy quyền ký kết hợp đồng với nhau. Nhưng mà lưu ý là trước khi mà ký thì người ủy quyền phải chụp hình và thông báo cho người mua để người mua xét duyệt và xác nhận đồng ý thì mới được ký đúng không ạ? Và sau đó thì người mua sẽ chuyển tiền. Khi mà ký thì biết đâu là người mua sẽ chuyển tiền cho bên bán và hồ sơ sẽ cho công chứng viên giữ, và lúc đó thì vẫn chưa được phát hành. Khi nào bên bán mà thông báo đã nhận đủ tiền thì công chứng viên mới công chứng và phát hành cho bên mua. Và cái bước số 3 là khi mà hợp đồng ký xong thì chúng ta sẽ người được ủy quyền nhận hồ sơ sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ đăng bộ tại bộ phận một cửa ở địa phương, hoặc là có thể ủy quyền cho văn phòng công chứng để công chứng viên đi nộp thay. Và chúng ta phải xin họ một cái phiếu hẹn, chúng ta phải lấy họ một cái phiếu hẹn. Và bước cuối cùng là chúng ta nhận sổ đỏ và gửi về cho người mua bằng đường bưu điện. Đó là 4 bước cơ bản và đơn giản nhất để chúng ta thực hiện. Và nắm được 4 bước này rồi, hình tượng được trong đầu rồi, khi chúng ta tới làm việc nó sẽ dở hơn và cho biết đến đâu nhờ ai đúng không ạ? Thì đây là 4 bước. Nếu mọi người có những lưu ý gì thêm cho cái việc là công chứng sang tên và chuyển nhượng từ xa trong thời điểm Covid này thì hãy comment bên dưới góp ý cho Thịnh nhé. Góp ý thêm cho tất cả mọi người biết. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mọi người thấy video này hay và có ích, có ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại. Thịnh bất động sản Nha Trang.